Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị Tác phẩm Quê nội quê ngoại Của nhà văn Xuân Vũ Người đọc Thái Hoàng Phi Tập 11 Tập cuối Giữa đồng lưu chính Ông bầu lại bị đám thanh niên đòi nợ Bác kể cái vụ thiến dối nghe đi bác ba Ông bầu được đậu vàng đêm hát Ở nhà ông cai Nên vui vẻ bảo Chú thích Đậu vàng tức là vở diễn được thành công Về mặt doanh thu Hết chú thích Kể thì kể Nhưng có mấy con đào lộn hộp ở đây Tao kể không có mạnh miệng Tụi bay xua tụi nó đi Rồi tao kể nhiều chuyện còn hay hơn nữa Chuyện thiên dối mà ăn thua gì Một anh chàng đứng dậy ra quay với đám con gái Tụi bay có nghe không Đứa nào còn ở nán lại nghe Thì tao thay mặt ông bầu thâu một lít gạo à nghe Một cô đào lộn hộp danh giáo Nghe thì nghe Nhưng đóng thì không đóng Chàng trai nói Ông bầu cứ kể đi Đứa nào lì lắm Tới khúc ác sim lai Thì cũng chạy trốn chứ gì Nó trốn ở dưới gió Để nghe cho dễ mà <laughs> Ông bầu hỏi Hôm trước tộc đã kể tới đâu rồi Tới chỗ anh chàng lau ái lau yết gì đó Đem cái bàn ra Đặt ở giữa đám đàn bà con gái Rồi leo lên tụ quần nằm ngửa Phơi phơi ra Cả bọn cười rần Đám con gái nguyết trời muốn sập Một cô bảo Lãng giang à Đàn ông gì làm kỳ cục vậy Đám thanh niên dục Kể tiếp đi ông bầu Ông bầu thanh minh Chuyện này là do tụi bay đòi Chứ không phải tao muốn kể đa nghe Đừng có đứa nào mét bà bầu Rồi bà nói tao là thằng cha già đâm hơi đa nghe Rồi Đứa nào mép bà bầu cho tổ giận nó lọ dò Không đi hát được nữa Ông bầu móc thuốc rê phì phà và nói Thằng đó nó tên là Lao Ái Nó chờ cho tới hội xuân để làm cái trò của nó Nó nằm ngửa rồi lấy một cái bánh xe bằng gỗ vong Đã tiện sẵn ở nhà Rồi xỏ cái trụ sắt của nó vô mà quay Ông bầu kể ngay vô chính chuyện Nhanh nên đám con gái không chạy kịp Nên đành ngồi rụt xuống đám lúa mà giấu mặt vào lưng nhau Một cậu trai chơi cắt cớ hỏi cái trụ sắt gì ở đâu Mà anh ta xỏ vô vậy ông bầu Ông bầu gạt cái tàn thuốc vào lỗ nẻ Rồi bảo Cái trụ sắt của nó chưa ở đâu Sao lúc nãy bác không có nói Mà bây giờ ở đâu nó xuất hiện bất ngờ vậy Thằng lao ái nó mang trong mình nó Có lúc nào rời đâu Lúc hữu sự thì nó thành cây sắt Còn lúc bình thường nó dẻo dẻo như roi da Một cậu nói nó biến quá tài vậy hả ông bầu Ờ à, Cũng đâu đó à Ở phía mấy đứa con gái có tiếng phản đối Đồ mắt dịch đâu không hà Số là ở trong cung Ông bầu tiếp Có một bà hoàng hậu rất xinh đẹp Mới ba mươi ngoài Mà già vua lại băng hà Ủa sao rủi ro vậy ông bầu Chuyện dài lắm mà Bữa nào tao sẽ kể tiếp còn bây giờ tạm bỏ cái màn xuống ngang lớp này đi Không được Bỏ màn vậy khán giả tức giỏi Họ đòi lít gạo lại đó ông bầu à Một cậu lên tiếng Khán giả không có đòi lít gạo lại đâu ông bầu Nhưng ông phải hí hí màn cho họ xem tiếp một chút xíu nữa Thì về nhà họ mới ngủ được Đám gái lại cầu nhau Đồ mắt ôm đâu không hà Một cậu thanh niên giả giọng gái Nói khao khao khán giả được rửa xin đóng thêm một lít nữa còn chị em chúng tôi xin đóng hai lít chẳng ông bầu cho xem cái khúc sắc chút nữa thôi ông bầu cười lấy trớn và tiếp khai bánh xe quay tích mù không biết mấy chục vòng không biết mấy chục phút làm cho mấy người đàn bà giá chóng mặt phải chạy tháo ra ngoài kiếm chỗ trốn <laughs> trốn thiệt kinh nhưng lén dòm trở lại si sí, đàn bà nào dơm kia vậy ông bầu kể tiếp tuy cái bánh xe quay vung vút như vậy mà cái trục không hề hấn trầy trụa gì hết mà nó vẫn còn muốn quay tiếp cái bánh xe sau cái trò đó cả trăm đàn bà giá đến tận nhà tìm anh ta để làm quen xô đẩy suýt đánh nhau quan nguyện sở tại thấy vậy không biết làm sao giảng hội trật tự trong vùng bèn bắt tên lao ái tống ngục Tưởng vậy là đã giải quyết vấn đề rối loạn tận gốc Nào ngờ đám đàn bà kia càng nổi loạn hơn nữa Họ kéo nhau đến cổng quyền đường Đòi phải thả lao ái ra Ông bầu ngưng kể Rồi quan quyền giải quyết cách nào ông bầu Đã nói là trong cung có bà hoàng hậu trẻ Vì vua mới băng hà nên ông thừa tướng rất mừng rỡ Mà báo quan quyền Chuyển tên tội lao ái về trên kinh đô Ủa có vụ đó nữa sao ông bầu Có chứ Người có quyền thế bao giờ cũng phỏng tay trên dân chúng Mà không bị tội tình gì hết Rốt cuộc đám đàn bà con gái Tranh dành cho mệt Mà cái trụ sắc lại lọt vào tay ai Cậu Tâm Lòng đến gặp ông bầu Năng nỉ để nhập gánh Con nít người lớn chạy theo co rần rần còn ông thầy cai mà đòi theo gánh bầu rệp Bầu lúa cũng được bà con gọi là bầu rệp Mạc rệp ấy mà Nó có hai nghĩa Một là mạc rệp Hai là hia mão khôi giáp cũ mềm Mỗi lần đào kép mặt vào Quơ múa rệp văng ra đầy sân khấu Bò lẫn ngẩn Một gánh hát như vậy mà con ông cai tổng Xin gia nhập được sao Thiệt là khó xử cho ông bầu Ông từ chối khéo Các giai tuồng có đủ đào kép cá rồi cậu à cầu long nói đủ vai thì tôi khiên bàn dọn lớp kéo mang ôi mấy việc đó để cậu làm coi sao phải cậu thương tôi giùm chút cậu tám tại sao tôi không làm được chứ cậu như vậy mà đứng kéo màn khiên bàn dọn lớp ai coi cho tôi không có ăn lương của gánh hát đâu mà ông bầu sợ không phải tôi sợ chuyện đó Tôi sợ là sợ ông cai bảo tôi rù quên cậu Rồi đâm ra tai tiếng cho gánh hát tôi chơ Tôi bảo kê hết thảy á Ai nói gì tôi chịu hết Người ta đâu có nói trước mặt mình Người ta sầm xì sau lưng mới mệt chứ Ông bầu cứ để tôi vô thử coi ai nói gì Họ không nói cậu mà họ đâm hông tôi khổ lắm Mặc dù ông bầu nói ráo nước miếng cậu công tử vẫn không lọt lỗ tai được tiếng nào chiều chiều hãy có tiếng trống rao bản của thằng tý thằng sủ thì cậu long tới cậu đứng sớ rớ ở trước rạp ngó trời ngó đất thấy không ai sai bảo chuyện gì thì cậu đi vô trong rạp coi sơn thủy và áo mão mấy chú quân chạy hiệu thấy vậy cũng thương nhưng không dám nhờ cậu làm gì hết tuy vậy cậu cũng kiên tâm bền chí ở cho tới mảng đêm hát mới về bữa nọ bà Nhưng thấy tội nghiệp bèn hỏi cậu muốn đi vô gánh bầu lúa thiệt sao cậu dạ phải trả dạ cho cậu đó đừng có sưng hô vậy tội chết tôi không dám nhận đâu cậu liệu đóng được gia gì giai nào tôi đóng cũng được vậy để tôi coi tuồng còn trống giai nào tôi giao cậu giai nấy cậu long mừng mà bà nhân còn mừng hơn tuồng mạnh lệ quân thoát hài bị ông cai tổng chê vì Hoàng Phủ Thiếu Hoa có ba vợ Sợ điềm bất tường cho con gái ổng Thì sẽ cho diễn ở buổi lễ Ăn thượng thọ cho thân mẫu của ông cựu Hương Cả Từ đây đến ngày diễn cũng còn xa Bà Nhưng ngắm nhí coi cậu công tử này thủ được vai nào Vai Hoàng Phủ Thiếu Hoa do thằng Khánh Con trai ông bầu Anh con lệ đóng Anh em ruột không mùi tình được Do đó vở tuồng bớt phần lôi cuốn khán giả Bà định cho thằng Khánh chuyển sang vai phụ Là Lưu Khuê Bích để cho cậu Long làm hoàng phủ thiếu qua Mặc tình cho cậu liếc khái mùi mẫn với con thần nữ vốn là vai của con lệ xưa nay Nhưng thằng Khánh không chịu Nó nói Lưu Khuê Bích là vai phụ Hơn nữa ở cuối tuần Lưu Khuê Bích và cả nhà bị chết chém Như vậy xui lắm Cũng may bà nhưng chưa nói cho Long hay Nên Long khỏi mừng hụt Một bữa thằng Sửu, thằng Tí và thằng Mão đi rao bản bằng cổ trâu Vô tới chợ Vừa cắn mí lỗ đá thì cho quay về vừa lúc đó gặp cậu Long Cậu thấy gánh bầu lúa thảm thương quá Bèn kêu ba đứa bé dừng cộ lại chờ ở mé lộ đá Ba đứa không hiểu chuyện gì Nhưng chúng ngỡ là cậu Long đã nhập gánh Và có quyền hành của ông bầu giao cho Nên chúng không dám cãi Một chập cậu Long trở lại Cậu đứng trên chiếc xe ngựa sang trọng nhất ở chợ làng này Mà chúng chỉ thấy thoáng qua Chứ không bao giờ dám mơ ước ngồi trên đó Cậu Long nhảy xuống Bảo ba đứa đem trống lên xe Và buộc tấm bảng sau thùng xe Xong rồi Lâm bảo Mấy đứa bay đánh trâu về đi Để tao rao bản cho Rồi cậu báo cho người chủ xe ngựa chạy Cậu đi rao bản khắp các ấp Đêm đó khách đến coi hát bể rạp Nhưng cậu Long không chỉ rao bản bằng xe ngựa Cậu ra tay vẽ thêm bản quảng cáo Rồi thuê cả xe hơi đi rao bản Chiếc xe của ông bà xôi độc nhất ở chợ này Mỗi buổi chiều nghe kèn te te Và tiếng trống in in Là bà con biết gánh bầu lúa đang rao bản đường làng có nhiều khúc đứt hoặc yếu xe hơi không chạy được các vị hương chức thấy cậu công tử thuê xe rao bản còn ông hương quản thấy gánh hát do vợ mình là bà nhân đang lên chân cho nên ông xin cả ban hội tề kêu dân làng sửa đường cho xe chạy trước đây dân sớm ấp muốn đi lên quận phải cuốc bộ vô chợ thì mới leo lên được xe hơi bây giờ xe chạy ra tới chót ấp cũng nhờ gánh bầu lúa tiếng đồn cậu công tử đi theo hát bội vì mê đào bay khắp trong vùng kẻ khen người cười người khen thì nhắc lại công ơn của gánh bầu lúa nhờ nó mà bà con trong mấy làng gần quanh đây được coi tuồng cha coi đã đời rồi tới con coi hãy buồn buồn thì rủ nhau đi coi hát không coi cũng rủ nhau đi đi riết rồi ghiền nam thanh nữ tú thì lấy đó làm chỗ hẹn hò nghề hát cũng sang trọng chứ phải nghèo hèn gì hay sao mà xấu mặt cậu công tử trong kìa quan chủ quận bắt tay và thưởng tiền cho ông bầu còn ông cai tổng thì hứa sẽ trùng tu rạp hát cho ông Thiếu gì con quan lấy con dân Vừa rồi Cánh hát thổ tới chợ hát tuần thạch xanh chém chằn Và hai ba tuần nữa Tiếng thổ ai có nghe ra cái giống gì Nhưng mà đào kép đóng hoàng tử công chúa thiệt đẹp Cho nên khi nó nhổ xào lui ghe Thì con gái của chủ tiệm chệt lớn nhất chợ làng Đi theo thằng hoàng tử Người ta không coi đó là chuyện lạ Bòn ơi bòn ơi Đầu gà đích dịch đẻ con ngộ lắm thế rồi cũng qua đi sẫm theo thổ có gì là lạ nhưng có người thêm thắt cái nghề hát sướng có thờ tổ con đào thằng kép ra tuồng đều có tổ đãi trước khi ra tuồng nó đến xá bàn thờ tổ nghề này có ma con đào mặc rỗ vậy mà đóng lưu kim đính ra đèn đẹp như sao xa thầy chú mê như điểu đổ còn mấy thằng kép mắt tét ghen chân đi khập khiển mà đóng địch thanh mấy bà bán cá cũng khen đẹp trai Hổng chừng con thần nữ cho cậu ta ăn bùa ngãi gì cũng nên Chà chả Con nhỏ mà vô nhà ông cai Thì không còn chiếm núi phụng hoàng Làm tướng cướp để bắt khách nạp tiền mãi lộ nữa Người ta bàn tán đủ phách ở khắp các nơi Ngoài ruộng, trong giường, ở những buổi nhậu Và người ta chờ xem phen này Con thần nữ có trói được cậu quý tử nhà ông cai không Gánh bầu lúa khá lên ngó thấy Rạp hát được lập bằng lá càng đớp những cái băng lung lay như răng rụng được thay bằng những tấm dáng mới hàng đầu có một giải ghế để dành cho chức việc ngồi ông bầu còn dự tính sẽ làm nóc che trên đầu khán giả để phòng những đêm đang hát nửa chừng bỗng trời đổ mưa nhưng quan trọng nhất là sự tiến bộ bên trong sân khấu một tấm sơn thủy lớn dùng làm phong cho mọi tấn tuồng đã được thay ông bầu đã mướn thợ vẽ cải tử hồn xanh cho nó Chả là nó đã được treo ở đây từ ngày con thần nữ mới que que khóc chào đời. Tiết cường chống búa, gian tả cầu hôn, lưu kim đính giả giá thọ châu thành, địch thanh thoại ba. Tuần nào cũng lấy nó làm cảnh được hết. Cũng mây, cũng núi đó, cũng rừng, cũng vườn qua đó. Bất cứ tuần tích nào xảy ra như thế nào thì cũng có một cảnh đó mà thôi. Bây giờ ông bầu không thể mướn vẽ sơn thủy mới để thay đổi cảnh như các trung ban đại ban được nhưng ít ra tấm sơn thủy cũng mới hơn Rồi còn mua sắm hia mão khô giáp nữa chứ Ba cái thứ này đâu phải dễ tìm Da tốt nhờ lụa Lúa tốt nhờ phân Đào đẹp nhờ kim tuyến long công Con thần nữ làm cậu long mê mẩn Là vì ba cái áo giáp chớp chớp của nó Chứ đâu phải chỉ vì nhan sắc mà thôi Nhưng có một điều hơi buồn là ông bầu đã già Năm mươi mấy tuổi còn lên sân khấu Giai quan công tào tháo quốc trì nhạc phi động trác và bất cứ giai nào hệ đêm diễn tuồng khuyết kép thì ông đều bao được hết ông là kẻ đã tạo ra các giai ấy mà mà cái chuyện kép vắng mặt vì làm ruộng mệt mỏi vì đau ốm vì vợ đẻ con đau đối với gánh bầu lúa là chuyện thường nhưng sau khi diễn tuồng tiết ứng luôn thì bà con muốn xem cho tận gốc vì sao có cái bà nữ soái phàn lê huê tác quái tác quái ông nguyên soái họ tiết giống là dòng võ danh tướng tiết nhân quý là người đã đem vô đường vượt cả biển đông sang đánh nước tây phiên tiểu quốc số là phàn lê huê là con của một viên võ tướng trấn thủ ai địa đầu của nước phiên ông tướng này có đứa con gái tên là phàn lê huê ngoài bắc gọi là phàn lê hoa lê huê được tiên đem lên núi Giải phép thuật cao cường trước khi hạ sang thầy có dặn rằng nàng có duyên nợ tiền khiên với tướng trẻ nhà đường là tiết đinh sang khi vua đường sang phiên quốc thì tiết đinh sang xuất trận đầu tiên khiến xuôi cho lê quê cũng ra trận hai bên so gươm giữa trận tiền lê quê thấy tướng nhà đường diễn mạo khôi ngô oai võ phi thường thì hỏi ra tên tuổi tướng kia tên họ là chi hãy xưng để ta đưa hồn về chính suối đinh sang bèn xưng tên Ta là thế tử đường bang Đinh sang hổ tiết Lê Huê nghe tên tướng giặc Bèn xuôi tay suýt rớt gươm không đánh được nữa Bèn khai thiệt rằng Sư mẫu có dặn rằng ta với chàng có duyên tiền định Nhưng Đinh Sang lại khinh miệt gái phiền lăng loàn Nên không đếm xỉa lời tỏ tình của Lê Huê Chàng cứ hơi kích chém tới Lê Huê lui ngựa đưa gươm lên đỡ Và cười tươi như hoa Xin chàng đừng đánh Ta với ngươi có duyên số với nhau nhưng Đinh Sang cứ việc chém bừa. Năm lần bảy lượt, Lê Huê càng không được mới phải ra tay. Quăng dây khổn thiền lên trói Đinh Sang, nằm quen dưới đất, và kê gươm vào cổ quát. Ngươi chịu quý hàng chưa? Thua nữ tướng. Đinh Sang xấu hổ không chịu thua, nhưng còn làm gì được nữa, nên đành nghe lời nữ tướng mà nhận làm chồng nàng ta, để giải dây trước, rồi sau sẽ tính trước khác. Nhưng Lê Huê đời nào chịu thả hổ về rừng mà không buộc dây trên cổ để đề phòng nó sống mất nàng bắt đinh sang thề thốt đinh sang không thể từ chối bèn quỳ xuống chỉ trời vạch đất mà rằng nếu ta sai lời thì cả nhà đều bị chết chém ngày xưa lời thề rất linh ứng chứ không phải như bây giờ ký hiệp ước rồi phản ngay sau đó về sau cả dòng họ tiết bị chết chém năm trăm bạn người vì lưỡi gươm của võ tắc thiên đinh sang thề xong lê quê tha cho về bố lê quê thấy con gái tha tướng giặc bèn gạn hỏi lê quê thưa thật Ông dìa nổi giận rút gươm chém đứa con gái lăn loạn Lê Huê cũng dùng gươm ra đỡ Chẳng dè quá đà lưỡi gươm vô tình xuyên ngực cha Hai người anh của Lê Huê thấy vậy bèn xông vào Nhưng cũng bị cô em gái lỡ tay luôn Từ lỡ tay được tác giả để trong ngoặc kép Thành ra có tích Lê Huê tru huynh sát phụ Xong rồi Lê Huê dân ải cho đường ban Và quy thuận đường trào để thành thân với Đinh Sang Nhưng Đinh Sang không nhận Lê Huê là vợ Lê Quê bèn bỏ về quê và chống lại binh đường Tiết Đinh Sang không giải dây nổi Phải đi cầu phàn Lê Quê xuống giúp Nhưng để được chắc chắn Lê Quê giúp cho Tiết Đinh Sang phải tay bưng khai chầu rượu Mỗi bước phải quỳ xuống lại một lại Gọi là nhất bộ nhất bái Trên một đoạn đường vài chục mau Hai đầu gói Đinh Sang chảy máu dầm về vì cái tội bội ước Từ mau được tác giả để trong ngoặc kép Ngụ ý muốn nói Chuyện ngày xưa nhưng lại dùng từ ngày nay Bà Nhân cho thằng Kình đóng gia đình sang Sau giai này Kình ta biết bà Nhân còn ác độc hơn Lê Quê Nên chàng ta giải nghệ luôn Cũng vì cái tật láo táo mà mất chớp Và cái dấu ấn không bao giờ phai trên mặt Với cái tên uống lưng Bây giờ xin trở lại việc cậu Long và thần nữ Mặc dù cha mẹ, anh em, bạn bè, ông bầu và bà Nhân Đều không tán thành cho cặp quyên ương đó Nhưng Long vẫn cứ chạy xe trên đường một chiều Miễn sao cậu được gần thần nữ thì thôi Long tìm hết cách Đêm nào có hát Long cũng đến Mong có một giai kép khuyết Để được bà Nhân bắt trám vào Một bữa Long được bà Nhân cho Long đóng vai con cọp Trong tuần liễu kim Huê chờ chồng Số là trong tuần này Tiết nhân quý chinh đồng mất 10 năm Liễu Kim Huê ở trong một túp lều tranh Vẫn chờ chồng về Tiết Nhân Quý đã là đại nguyên soái đường bang Nhưng ông hồi hương em ru Không kẹn không trống không quân hộ vệ cũng không có lính tùy thân ông mặc đồ thường dân để bất ngờ về nhà thử lòng vợ ông về gần đến nhà thì mệt lả nằm tựa vào gốc cây rồi ngủ thiếp đi tướng tình của ông là con cọp bạch bạch thổ tinh xuất ra ông chợ chợt giật mình thì thấy con cọp kia đang dồn một đứa bé ông vội rút tên lắp vào cung bắn ra một phát nhưng cọp tinh liền chụp lấy mũi tên chạy tới cấm vào ngực đứa bé chẳng ngờ đứa bé đó là tiết đinh sang Lúc ông ra đầu quân thì vợ có bầu Nay Đinh Sang đã 10 tuổi Thế là cha lại giết con Con cọp kia là hồn ma của cáp tô văn Bị Tiết Nhân Quý giết nên theo báo thù Giết cha không được thì hại con Bà Nhân cho cậu con ông cai tổng đóng vai cọp Chỉ có bấy nhiêu thôi mà lòng rất sung sướng Nay mai chắc bà Nhân sẽ cho cậu đóng vai cao hơn Chuyện không đáng gì mà cậu đi khoe khắp sớm Cậu ăn ngủ không được cứ mong cho có rao bảng để cậu ra tay tế độ mấy đứa bé bằng một chuyến xe hơi cậu đi vòng vòng ở ngoài rìa rồi sẽ đột nhập vào trung tâm chẳng khó gì một bữa thằng thành con út của ông bầu giữ vai kéo màn thằng thành rất rành các lớp các mạng nhưng rủi thay bữa đó bà bầu cho nó ăn chè đậu đang đứng thủ sợi dây trong tay nó nghe chột bụng nó thấy cậu long đứng bên cạnh nhưng nó không dám mượn ai lại mượn con ông cai tổng kéo mạng mặc dù cậu lại rất thích được làm bất cứ việc gì trong cánh hát. Thời mày có thằng nhỏ con chú tiều làm rẫy thấp thoáng trước rạp. Thằng chợt con không biết cách nào vô xem hát được. Thấy thằng thành ngoắt thì nhảy một phát lên, Luôn vô cánh gà. Thằng thành bảo: mày cầm dùm sợi dây này. Hễ tới lúc ông râu ông hát rầm rầm á thì buông dây cho màn sập xuống. Tao đi đây, một chút rồi chở vô liền. Thằng chợt nhận ngay và nắm chặt sợi dây. mắt đầm đầm nhìn ông râu đang diễn võ Dương Hoài ngoài sân khấu chả đó là tuồng đương dương trường bản quân tàu đang đuổi gấp lưu bị trương phi tức ông râu đang cản hậu làm cho khán giả xem mê mãi với những đường đau múa dung dúc thêm vào đó quân tàu đang đuổi riết la ó vang dày thằng trẻ con xem không nháy mắt đến lúc nguy khốn trương phi dở cẩm nang của khổng minh ra xem quân sư dạy gì để thoát nguy chẳng ngờ trong cẩm nang không có lấy một chữ trương phi nổi giận la hét lên một tiếng như sấm con cụ nằm tu dưới đáy sông lâu năm Nghe sấm dậy, tưởng là trời nổi sấm rước nó về thiên đình nên dùng bay lên làm sập chiếc cầu, quân tàu chết chìm vô số. Nhưng trên sân khấu không có chiếc cầu trường bản, cũng không thể làm con cù bay được, nên phải hạ màn cho lắp qua. Nhưng thằng giật con xem say mê mà quên mất vai tuồn bỏ màn, nên Trương Phi hét hai ba lần mà nó vẫn đứng chờ chờ không chịu buông sợi dây cho màn hạ. Trương Phi bèn hét to và đưa tay nhắc nhở. "Tức chết đi quân sư!" Bỏ màn Thành Nhưng thằng chạy con không còn nhớ nhiệm vụ của nó Cứ đứng như trời trồng Trương Phi càng hét to Nó càng thích chí cười gian Nó che tay trả lời Thằng thanh Trương Phi không nghe gì Nhưng thấy màn không hạ Thì nhảy tưng lên Dung đao đá giáp hét liên tục và nhắc Bỏ màn Thằng chạy quay lại thấy cậu Long Thì nhờ nắm dùm sợi dây Và nghênh nghênh bước ra sân khấu Rỉ tay Trương Phi thằng thanh nó, nó ly ỉa rồi ải ải trương phi càng nổi cáu hét to hơn nữa thằng chợ quay lại nói to kêu kêu hoài là bảo là nó ly ỉa rồi cậu long biết sự tình nên vội vàng buông dây hạ màn khán giả không biết nội tình của gánh bầu lúa tưởng trương phi diễn thật hay nên vỗ tay nhiệt liệt chẳng ai ngờ được rằng chính cậu long đã cứu được màn hát khỏi chảy. Nếu không bỏ màn Thì Trương Phi cứ hét bãi hay sao Nhờ cái tài buôn màn đó Bà Nhưng cất nhắc cậu lên Đóng vai quân chạy hiệu cho thần nữ Được vậy cũng đã quới lắm rồi Đây chẳng khác nào một phần thưởng Cậu được cấp giáo đứng dưới trướng thần nữ Được thần nữ sai việc nọ việc kia Bắt đầu từ giai tuần này Cậu được coi như đã nhập gánh bầu lúa Chuyện cậu Long nhập gánh bầu lúa Rồi cũng êm dần người ta không còn bàn tán xôn xao trong các bữa tiệc đám dỗ và ở ngoài đồng ruộng nữa cái bất thường nào rồi cũng trở thành bình thường người ta coi việc cậu nhập gánh là lẽ tất nhiên trai mê đào hát xưa nay cũng đã từng xảy ra ở chốn này kịp đến ông hương bộ mời gánh hát đến hát một chầu giúp vui không rõ lý do gì ông chưa tới tuổi thượng thọ cũng không đăng quan tiến chức vậy lẽ gì mời gánh hát đến người ta hiểu ngầm rằng ông mới o được một bà ông đã ngoài ngủ tuần mà bà mới ba mươi thì ông ăn mừng là phải nhưng thói đời cái gì nói ra thì mất hay cứ để hiểu ngầm mới hay ông bầu chọn tuần gian tả cầu hôn người xưa đã vậy mà người nay càng vậy ông thì thích bà chính chuyên phu sướng phụ tùng nhưng lại cho mình cái quyền múa lăng ba trên đường tình ái lưu bị ngày xưa có hai vợ nên có tuồng quan công phò nhị tẩu đây là một tấm gương hết sức rực rỡ từ cổ chí kim chỉ có liễu hạ huệ đời châu và quan nhân trường đời hán mà thôi Còn các đấng tu mi nam tử Thì đều lem nhem trong vấn đề nữ sắc Không có trường hợp ngoại trừ Trong gian tả cầu hôn Không phải vì lưu bị thiếu chất tươi Mà vì lão ta muốn món lạ Đàn ông như mèo Đàn bà như mỡ Mèo đi tìm mỡ Nên có tiếng mèo mỡ Sự tích này khá dài Gồm trong ba lần khổng minh lừa châu do Tức khổng minh tam khí châu do Xin kể tạm như sau thời tam quốc nước tàu chia ra làm ba nước không ai chịu ai bạn không phải bạn cũng không hẳn là thù chơi với nhau nhưng vẫn tìm cách hại nhau cho nên chơi thì chơi mà vẫn đề phòng nhưng mặc dù đề phòng mà vẫn bị hại như thường đông ngô do tôn quyền làm chúa đất tây thục thì do lưu bị xưng dương cai quản còn bắc ngụy vốn là của nhà hán lại nằm trong tay quyền thần tào tháo lúc bấy giờ có mảnh đất nhỏ gọi là nam quận do tào tháo chiếm giữ sau trận xích bích quân Tàu mất 80 vạn binh Nên Nam quận đã trở thành một yếu điểm giữa ba nước Cả ba đều dòm ngó và muốn thôn tính Quân Đông Ngô vừa mới thắng trận xích bích Muốn thừa thắng xong lên chiếm Nam quận Khổng Minh biết rõ bụng châu do Bèn lập kế ký hiệp ước với Đông Ngô Và hứa rằng Thục nhường cho Ngô lấy trước Nếu Ngô lấy không nổi Thì bây giờ mới tới phiên thục lấy Châu do của quân Ngô nghe vậy Mừng rỡ bèn kéo quân đi đánh Nam quận nhưng rốt cuộc bị khổng minh lừa và bị thương đó là nhất khí tam khí là khổng minh suối châu do đi lấy tứ xuyên một vùng đất hiểm trở khó hành quân nên khổng minh hứa sẽ tiếp tế cho quân ngô châu do nghe vậy khấp khởi mừng thầm định bụng khi đi ngang nước thục sẽ trở mặt mà lấy luôn nước thục được khổng minh hứa hẹn châu do kéo binh đi lấy tứ xuyên khi sang tới đất thục thì thấy thành trì vắng que chúa tôi nhà thục chẳng có ma nào ra đón tiếp cả đã thấy lại bị phục binh thục ùa ra đánh giết tơi bời châu do biết mất kế khổng mình nên quốc ức nhào xuống ngựa vết thương cũ xé ra và hộc máu mà chết lúc mới có ba mươi bảy tuổi trước khi chết châu do than một câu để đời trời đã sanh do sao còn sanh lượng nhưng trong ba lần bị lừa thì lần thứ hai là vui vẻ và lâm đi nhất số là lúc đó lưu bị chết vợ trước dinh treo cờ trắng quân ngô trông thấy bèn vào báo cho châu do Châu Do bèn nảy ra một kế để bắt nhốt Lưu Bị Nhân dịp vợ Lưu Bị mãn phần Châu Do bèn gợi ý cho Tôn Quyền Gã em cái là Ngô Quận Chúa Lúc bấy giờ mới tuổi trăng tròn lẻ cho Lưu Bị Nếu Lưu Bị ưng chịu mà lò mò sang đây Thì sẽ bắt giết ngay Nước thục sẽ không còn vua ắt rối loạn Mưu kế xếp đặt xong Bèn cho người sang đánh tiếng với Lưu Bị Khổng Minh nghe vậy thì biết ngay âm mưu của Châu Do Bèn ưng thuận liền Lưu Bị bèn sửa sang xính lễ sang Đông Ngô hỏi vợ Tuần tích gọi là gian tả cầu hôn không hiểu sao gọi là gian tả phải là gian hữu mới đúng vì nước ngô nằm ở phía nam bắt từ nguồn đi xuống thì ngô bang nằm bên phải hữu ngạn trường giang trước khi đi khổng minh giao ba cẩm nang cho triệu tử long theo hộ vệ và chặn rằng khi gặp nguy cơ dở ra xem ắt có kế thoát thân xong rồi tôi chúa xuống thuyền sang đông ngô Việc đầu tiên Cẩm Nang dạy là mua tất cả các hàng hóa rượu trà dây lợn ở nội thành để làm lễ ra mắt Kiều Lão. Rồi tung tin toán lên rằng Lưu Sứ Quân sang cưới ngô quận chúa. Kiều Lão nghe tin này thì bán tính bán nghi. Nhưng xem lại thì quả có Lưu bị sang thật với lễ vật rườm rà khiên giác khắp thành ai cũng thấy. Kiều Lão là ai? Đó là một người có thế lực nhất đồng ngô. Ông có hai đứa con gái. Đại Kiều thì gả cho Tôn Quyền. Tiểu Kiều thì gả cho Châu Do một lão già làm nhạc phụ của một ông chúa và một vị đô đốc thì còn ai bằng Biết thế nên khổng minh bảo Lưu Bị sang đến đất ngô Thì người thứ nhất không phải là ngô dương mà là kiều lão Và nói cho lão biết rằng bị này sang sinh rước dâu Coi như việc đã rồi Kiều lão chưa biết rõ câu chuyện ra sao Bèn vào gặp bà xui cũng gọi là ngô quốc thái Tức thân mẫu của tôn quyền Ngô quốc thái sửng sốt Bèn gọi tôn quyền tới hỏi Tôn quyền thưa thật Bà bèn chê mưu kém tướng tá vô dụng phải dùng kế lấy một đứa con gái làm môi nhữ tuy mắng nhiếc con nhưng bụng bà cũng mừng thầm vì được thằng rể quý lưu bị vào chầu bà già vợ bà thấy họ lưu râu dài đậm đuột trái tay chấm dài hai tay chấm gối rõ là quý tướng mặc dù con gái mới mười sáu tuổi nhưng cũng rất xứng đôi bà rất hài lòng bèn gạt phát con trai và châu do sang bên tự mình chủ hôn gả con cho lưu bị ở đồng ngô được ít lâu Lưu Bị than khóc kể lễ với vợ về nỗi nhớ nhà Tôn phu nhân chiều chồng cãi lệnh anh Ngay ngày nguyên đáng cùng Lưu Bị lén bỏ về thục Lúc đó Châu Do đang luyện tập thủy binh để sửa soạn đánh thục Khi nghe tin thì lập tức đuổi theo Lúc ấy Lưu Bị cùng Tôn phu nhân đã xuống thuyền do khổng minh thân chinh đến đón Châu Do nhất quyết truy đuổi Chẳng ngờ trúng kế khổng minh bị phục binh của quan dân trường Hoàng Trung, Ngụy Viên đợi sẵn Quân Đông Ngô đại bại Châu Do chạy thoát xuống thuyền nhưng uất quá học máu ông bầu đóng vai châu do trong tường gian tả cầu hôn châu do học máu là vai tuồng ruột của ông buổi chiều ông không ăn cơm ông để bụng trống uống châu sa là loại phẩm đỏ pha nước có màu đỏ như máu đã bao nhiêu lần châu do học máu được khán giả nhiệt liệt hoan nghênh ông đã tập cho một vài anh kép học máu để có thể thay thế ông trong vai này nhưng không anh nào ói máu được như ông ông ói đẹp đến mức Tới lúc ông sắp ói thì nhiều người đã sầm xì Coi kìa Châu do sắp học máu Ông lượng khựng lão đảo một lúc Rồi đưa tay ôm ngực há miệng ra Là máu giọt ra có dòi phía trước Đó là lúc khán giả vỗ tay hoan nghênh Và màn hạ nhanh Khán giả vốn đã quen xem tuồng này Và những màn lớp Cùng những vai quen thuộc của nó Trên sân khấu bầu lúa từ lâu Bữa này họ đang hồi hộp theo dõi lớp cuối là lúc ngô quận chúa dắt nhau lên long thuyền về thục và châu do đang quả tóc đuổi theo bắt kịp lúc thuyền sắp rời bến tả tương quân đinh phụng được lệnh châu do đuổi theo trận đường trước bị ngô quận chúa do long phụng kiếm ra đinh phụng không dám hành động theo lệnh châu do vì long phụng kiếm tượng trưng cho quyền quy tối thượng của nhà ngô ai cầm nó trong tay là có toàn quyền định đoạt mọi việc châu do sốt ruột lại đem binh đuổi theo ra đến bến thì thuyền đã nhổ neo nhưng chưa xa bờ triệu tử long dương cung bắn rớt mão châu do trong lúc đó ở phía sau lại có lệnh tôn quyền bắt châu do phải trở về phục mạng nếu bất tuân sẽ xử theo quân pháp xưa nay ngô tôn quyền giao toàn bộ việc binh bị nhà ngô cho châu do ngoài ra hai người còn là bạn cột chèo với nhau vợ tôn quyền là đại kiều vợ châu do là tiểu kiều hai nàng kiều đều là những giai nhân nổi tiếng đất giang đông tôn kiều xem châu do như một người tâm phúc và ruột thịt nay tôn quyền lại hạ một cái lệnh gắt gao và vô lý như vậy khiến cho châu do ở trong tình thế lưỡng đầu thọ địch phía trước thì lưu bị đang dắt ngô quận chúa đi phía sau lại bị một cái thượng lệnh ngặt nghèo châu do tức tối lập mưu hại người chẳng ngờ bị người hại lại nên ôm ngực kêu trời trời sanh ra do còn trời nào lại sanh ra lượng tức gia các lượng châu do lão đảo ôm ngực mắt trợn trắng hét lên như sấm trời hại ta rồi và học máu ra Thằng Thành đứng bên cánh gà thấy ông bầu học máu Giọt máu phúng dòng cầu từ trong miệng châu do ra đến góc sân khấu Rồi châu do ngã xuống mà không ngồi dậy được nữa thì kêu lên Má ơi má, ba học máu Bà bầu ở phía sau hậu trường quát Châu do học máu thì lạ gì mà kêu Khán giả dưới kia cũng vỗ tay rào rào Vì thấy châu do thiệt hay Chưa bao giờ châu do hay đến như hôm nay Giọt máu phúng ra thật đẹp làm sao tấm màn hạ nhanh kết thúc vở tuồng nhiều người khen nức nở ông bậu làm châu do không ai sánh kịp à có rượu thưởng cho ông một ly nhưng màn hạ đã hơi lâu mà châu do vẫn nằm yên trên bến sông không cục cửa thằng thành lại kêu lên má ơi ba học máu bà bầu bà nhân và những đào kép đang ở sau hậu trường cởi hia lột mão rửa mặt lau tay để sửa soạn ra về không ai để ý tới châu do đang nằm đó Thần Thành chạy ra lay tía nó và lại kêu lên Má ơi ba học máu Bây giờ mọi người mới dở lẽ ra Ông bầu học máu chứ không phải châu giò Một tô châu sa ông bầu uống hồi chiều Ông đã ói ra làm máu giả Chẳng ngờ có pha máu thiệt Hay được cớ sự Mọi người đổ xô lên sân khấu Để nguyên quân phục mũ mão của châu đô đốc như vậy Mà khiêm vô nhà sau Dài ba khán giả mộ điệu hiếu kỳ Còn ở nán lại xem chuyện hậu trường không ngờ sự thế như vậy nên chạy tới lo việc tiếp cứu kẻ thì bảo đốt lửa tay chân người lại chạy đi móc củ gừng sau hè đem giả ra một mặt dắt lấy nước thoa khắp người một mặt vạch áo lên cạo gió nhưng tay chân ông bầu vẫn lạnh ngắt ông đã thổ huyết quá nhiều ông đã lấy hết sức già để diễn tả nỗi bực tức của châu do bị giá cắt lượng hại và bị tôn quyền chặn tay không cho hành động để cho kẻ thù ung dung ra đi và để cho ngô quốc Mất đất Kinh Châu một cách hoài công và nhục nhã Ông bầu đa ội hết sức Để diễn tả nỗi bực tức của Châu Do Trong một trạng huống vô cùng phức tạp Máu của người nghệ sĩ đã hòa cùng Châu Sa Mãi tới lúc gà gái Ông mới mở mắt ra và thều thào Xin cho ông tôi với áo giáp Và mũ mão đô đốc Châu Do Rồi từ từ nhắm mắt Đó là câu ông thường nói với Đào Kép nếu tôi ngã trên sân khấu mà chết Thì tôi rất vui lòng Sanh ư nghệ tử ư nghệ Xin hãy chôn tôi với y phục giai tuồng của tôi Hôm nay gánh bầu lúa nhớ câu nói ấy Trời đã đâm mây ngang Đào kép bỏ buổi đi làm đồng hôm nay Ở nhà để săn sóc ông bầu Ngoài vườn mù u dăm ba con dơi ăn muộn Hốt quản rời vườn bay qua Làm rớt trái Trên nóc rạp hát nghe lộp đợp Thằng tí đêm qua vắng mặt ở rạp Sáng nay cởi trâu đi ngang hỏi Ông bầu mạnh chưa Chiều nay quảng cáo tôi gì ông bầu Không thấy ai đáp Nó hỏi tiếp Giang tả cầu hôn đã hết chưa Lần bãi trường đó Trí xem liên miên các tuồng của gánh bầu lúa Như một thói quen Chiều chiều nam thanh nữ tú đánh quần đánh áo Thả lên giường mù u Để xem hát Thì hai cậu cháu Trí cũng lẫn trong đó Ban đầu bà ngoại không cho hai cậu cháu đi nhưng dần dần bà thấy không có chuyện gì xảy ra Chỉ có điều là hai cậu cháu ngủ tới mặt trời mọc mới dậy Cho nên ngoại trí không bắt ở nhà nữa Nhân đó cậu mới xin tiền Dài xu thôi và một đít gạo Xu thì mua kẻ mút dọc đường Con gạo thì đóng thay cho vé vô cửa Thật ra cái rạp hát bầu lúa này vô ngã nào mà không lọt Nhưng ngoại trí biết bầu lúa nghèo Có lần phải vai lúa của ngoại Nên dặn cậu Tám phải đóng gạo đàng hoàng chứ không nên coi cọp Tuy vậy ông bầu chỉ nhận có một lít cho hai trự Coi đó là một cử chỉ nể nang thân ái Đêm này châu do học máu Một đêm hát lạ kỳ Màn hạ nhanh hơn mỗi lần Đáng lẽ sau khi châu do học máu Còn có một khúc tuồng nữa là lưu bị và quận chúa Đứng trên thuyền rồng lùi xa bến Có một đoàn thể nữ cầm chèo thiệt Bơi trên sông giả Nghiêng qua nghiêng lại Cả lưu bị và quận chúa cũng dịp nhà nghiêng theo Trông như thuyền lướt sóng trên sông vậy bài hát giữa đám thể nữ ca cũng hay nhưng bữa nay màn buông ngang chắc mất khúc này khán giả ồ lên kêu nài nhưng màn vẫn không kéo lên chập lâu ai nấy mới biết châu do học máu thiệt nên không đòi hỏi nữa trí về nhà lòng buồn tên biết chắc rằng đêm mai gánh bầu lúa không có diễn tuồng nữa và ông bầu lúa sẽ không còn đóng vai châu do leo lên ván ngủ trí trăn trở mãi cũng là bộ ván gõ thân thuộc hàng đêm nhưng sau nay nghe nó lạnh lưng hơn ngày thường Trí lăn qua trở lại Rồi quào vai cậu Tám hỏi Châu Do chết thiệt sao cậu Cậu Tám nạt khẽ Thôi ngủ đi Trí nằm bất rứt mãi không ngủ được Trong đầu cứ hiện lên cái cầu vòng đỏ lờm Trên sân khấu bầu lúa Ông bầu học máu thiệt sao Đó là Châu Do chứ đâu phải ông bầu Nhưng nhớ lại cái hình ảnh ông bầu Nằm bất động trên sân khấu Trí lại thở dài có lý nào ông chết thật Trí nghe lòng buồn miên man Bãi trường tới Có ai đóng châu do nữa cho mà coi Ờ à, mà sao lạ vậy Tại sao ngô quận chúa đi theo lưu bị Mà châu do lại học máu Quận chúa theo chồng là lẽ tự nhiên Ít lâu rồi lại về Chứ gì dữ vậy Sáng ra cậu Tám đưa Trí về nhà Vẫn kéo dài cuộc vui Hai cậu cháu vừa đi vừa bắn chim bằng vàng thun Ngoài bắt gọi là súng cao su Đường đi từ chợ Tân Hương vào đến cổ cò Hai bên đầy cây cối và vườn tược Cho nên có lắm chim Nào trao trảo, chim sâu, chim hoàng quanh, vân vân Vừa đi vừa tìm chim để bắn Như cố ý muốn kéo dài cái không khí bãi trường sắp hết Về đến cổ cò thì Trí gặp bọn thằng Tư Cồ Chúng nó đang bắt hồi cá dưới mương lộ Thằng Tư Cồ nhìn Trí với cặp mắt kẻ lạ Dường như có ý Mày đi đâu lâu nay? Nhưng nó không hỏi Chỉ trỏ tay vào cái hang trong bờ lộ mày bắn giùm coi trí nhìn theo tay nó chỉ thấy một chú ếch to nói sao mày không bắt đi tao lội tới gần nó sẽ nhảy mất phịch trí giương súng bắn một phát con ếch bị trúng đạn lật qua một bên bốn cẳng chòi lia thằng tư cổ lội tới chụp con ếch ếch ta kêu ẹo ẹo cả bọn cười vang rần tư cổ ném con ếch lên đường bảo của mày đó bắt đi trí lắc đầu bảo Mày đem về xào lát cách với nước cốt dừa cho ba mày nhậu Cho tao bộ da bịt trống thôi Từ cổ nói Ba tao ăn thịt ếch không lột da Sao vậy Ai biết đâu Tao nghe ổng nói ít để da ăn giòn Lột da ăn lạc Nó trỏ vào giỏ Thôi mày không bắt ếch Thì bắt con lươn về Úm um dừa với rau ngổ Thôi tao không bắt đâu Sợ lắm đồ mới hả Lần nào ra ngoài về nhà Trí cũng được mấy gì may cho đồ mới để đi học. Trí là hoàng tử của cả bên nội lẫn bên ngoại nên ai cũng cưng gì muốn gì được nấy. Rồi Trí đi. Thằng Tư Cồ hỏi dối theo. Mai có đi chân trâu không? Tao mắc đi học. Thằng Tư Cồ ngó theo với cặp mắt thèm thuồng. Nó đã ở nhà từ lớp nhì. Nó biết Trí học hết lớp nhất và sẽ lên trường quận. Nhưng có lẽ mãi mê với cuộc sống đầy trò chơi ở đồng quê nó không thiết gì đến sách vở nữa Về đến nhà má Trí bảo Mai đi hớt tóc Mốt đi học Trí cũng quên mất rằng đã hai tháng qua Trí không có cúp tóc lần nào hết Trí chúa ghét cái vụ cúp tóc Nên má có nhắc Thì Trí cũng lẫn trốn cho qua truông Sự thật ở đồng ruộng Cắt tóc là một sự văn minh Chứ không phải chuyện thường đâu Riêng Trí thì cảm thấy hớt tóc là một cực hình Ngồi trên ghế với chiếc choàng Bao chung quanh không được nhúc nhích chốc chốc lại bị ông thợ bảo nghiêng đầu qua trái nghiêng đầu qua mặt ngồi nghe tiếng tông đơ nghiền ken két có khi kẹt cả dành tay đau điếng rồi đến khi cạo chung quanh nhìn ông thợ liếc lưỡi dao cạo trên lòng bàn tay mà ớn xương sống cả thế kỷ như đã trôi qua kể từ lúc ngồi trên ghế đến khi tấm choàng được lột ra hoàn toàn giải phóng trả tiền công năm xu còn thiết hùi hụi suốt ba năm trường làng Trí chỉ đến nhà ông Tứ để cắt tóc Ông có một cái đồ xịt nước Biết tâm lý Trí thích nghịch cái đồ ấy Trước khi bắt ngồi lên ghế Ông cho Trí bóp vài cái để xem nước xì ra Nhuyễn như một làng mây Rồi ông mới khởi sự Lần sắp lên trường quận này Má lại bảo đi vô ông Tứ cắt tóc Trí lại kiếm cách lẫn trốn Má phải kêu ông thầy Hù Tư đến Thầy Hù Tư chỉ cắt tóc lối sớm Không vô tới chợ Nên có lẽ không khéo bằng ông Tứ nhưng bữa nay ổng mất đi tác địa cho bà già vợ Nên ổng không đến được May cho chí quá Má bèn kêu chú ba ở giáp tranh đất Nhưng chú ba không phải là thợ hớt tóc Mà chú chỉ cắt cho những người nhà bằng kéo Cho nên chú ba cắt cho ai Thì người đó không nên đi ra đường kẻo cá lóc táp Ý nói là đầu sọc rằng như cá sặc rằng Là mồi câu nhấp Nói tóm lại là không nên để cho chú cắt tóc Nhưng ông thầy hù tư không đến được Thì chú ba là người lo dọn dẹp cái đám rừng trên đầu Trí Trí càng có cớ từ chối chính đáng hơn Và cuối cùng Trí cứ để cái đầu như đám rừng mà lên trường quận Bây giờ Trí đã lớn Ở trường làng Trí học bài học thuộc lòng bằng tiếng Tây Đọc ron rót mà không hiểu gì Trí được đi xe hơi Đó là chuyện thần tiên trong đời Trí Bạn đã từng đi xe hơi Cái loại xe hơi có hiệu Unix hoặc De La Haye Hồi thời 37-40 không? ở chợ làng có hai chiếc một chiếc của ông ba sồi màu xanh lá cây một chiếc của ông lâm quang huy tức mười nhện thuở đó đi xe hơi là một chuyện phi thường còn làm chủ xe hơi lại càng phi thường hơn nữa nhưng không phải là không vất giả cho hành khách lẫn chủ xe chợ làng có tên là cầu móng nên dốc cầu rất cao xe chạy lên đến nửa chừng thì tắt máy người lơ ngồi phía sau khi nào chiếc xe tắt thở thì nhảy xuống vác một cục gỗ vuông chèn bánh xe để nó không tuột dốc hành khách mỗi người một tay đẩy nó lên đến đầu dốc nó mới chịu lăn qua cầu hành khách lại nhảy lên đi tiếp lúc còn học trường làng thì trí đã từng nhìn thấy những cảnh vui vẻ đó xảy ra trước mắt vào buổi sáng hoặc buổi trưa đôi khi rảnh tay vài đứa bọn trí nhào vô đẩy tiếp nhiều đứa nghịch ngợm bạo gan khi nghe chiếc xe rồ máy thì đeo về đi xe được một khúc rồi khi xe ngừng lại cho hành khách bước lên thì chúng lại nhảy xuống xoa tay khoái chí vì được đi xe khỏi tốn tiền nhưng may cho Trí, lần đầu tiên lên quận thì chiếc xe của ông Mười Nhện chạy thẳng một mạch, không tắt máy. Ông Mười Nhện có thằng con tên là Lâm Cảnh Tư, học chung lớp với Trí. Nó đã lên lớp Ilimante rồi, mà mũi giải còn lòng thồng. Lúc nào mũi nó cũng thập thò hai dòng nước đặc như hai con bánh lọt bán ở đằng chợ. Bọn học trò lấy làm lạ, tại sao ba nó có xe hơi? Xe chạy qua cầu, những tấm dáng long đinh khua rầm rầm. Trí nhìn xuống dưới kia, những chiếc ghe chui ngang qua cầu, những người đi trên đường, tất cả đều nhỏ lại. Xe đổ dốc hơi nhanh ra khỏi khu vườn, ra đoạn đường trống, hai bên cũng là đồng ruộng vàng tươi góc rạ và những con trâu hiền lành thấy xe hơi chạy ngang thì ngất mởm nhìn dây lâu. Mấy con ngé thì sợ hãi chạy ra xa kêu ngé ngọ. Tạm biệt tất cả trò chơi, tạm biệt đồng ruộng, tạm biệt tiếng giấy kêu, tạm biệt những con diều giấy. Tạm biệt tư cổ Người bạn thân mến Trí sẽ trở về Vì Trí chỉ là cây lúa Cây lát mọc ở đồng ruộng Nhón chân lên trong thấy cây cột đèn điện Cột dây thép Chứ Trí không phải là cột dây thép hay cột đèn Và cuối cùng Trí đến chợ quận Thằng bé 10 tuổi lần đầu tiên lên đến chợ quận Được trong thấy phố đông người Và bến xe có năm sáu chiếc xe hơi đậu một lúc Người lơ xe nói to lên Hết tiền rồi bà con Ai có về con móng thì trở lại xe này Trí bước xuống xe với bao nhiêu là vui sướng và luyến tiếc Chứ chủ xe còn chạy xa tích nữa Tài trí hãy còn nắm chặt miệng túi áo bà ba Khi lên xe má dặn Con ngồi xích vô trong Đừng ngồi gần cửa xe Vì sợ trí té Bà còn dặn trí nắm chặt miệng túi Vì trong đó có đến 6 đồng bạc Có hình thằng mọi gánh dừa không Chia ra như sau 5 đồng để đóng tiền cơm tháng một đồng để ăn bánh Lại còn riêng một cắt lẻ để hớt cái đầu sáng buổi đó vào trường với mái tóc như rừng rậm trí ngơ ngẩn nhìn cái cổng trường với hai chiếc trụ gạch vuông to lớn trên đầu cổng có một tấm bảng dòng cầu mang dòng chữ tây trí không hiểu chữ nào hết ngoài chữ Ecole những thằng cũng đi học như trí cười cười nói nói có vẻ sành đời lắm chứ không ngơ ngáo như trí và nhiều đứa tẩy trọc mặc áo trắng bỏ vô quần rất gọn gàng như chúng đã từng đến trường này thật vậy chúng không có vẻ sợ sệt ngỡ ngàng như trí trường lợp ngói đỏ ao một dãy dài chạy dọc bờ sông một dãy dài nằm gối đầu với dãy kia hợp thành chữ l mà lòng của nó là những vuông sân cát màu nâu với những cây trắc lá nhỏ đứng rải rác khắp sân trường lớn quá học trò cũng đông quá bỗng một hồi trống nổi lên thì cũng như tiếng trống trường cầu móng nhưng sao nghe bụng hồi hộp lạ thường tất cả học trò đang chạy lộn xộn bỗng tiến về đứng trước lớp mình mỗi thầy đi duyệt qua lớp mình và bảo cậu nào còn để tóc chải thì ngày mai phải đi cắt tóc tất cả giống nhau một kiểu đầu trọc áo sơ mi trắng và quần cục đen trí có đủ các món ngoài trừ mái tóc lần đầu tiên trí phải bỏ ra một cắt để hớt tóc thật đau lòng một cắt bạc mua được năm buổi hòa sáng chứ đâu phải ít nhưng lần đầu tiên trí được ngồi ghế quay được nhìn vào tấm kiến to thấy rõ mặt mày của mình và được xịt nước có mùi thơm vào tóc bằng cái đồ xịt như của ông tứ nhưng bóng láng mới mẻ hơn nhớ đến cái sách mây cũ kỹ đen ngòm xẹo xạo phá ràng rịch bằng dây chì mới dùng được của thầy hù tư thì trí mới hiểu rõ cái nghề nghiệp lâu năm và khiêm tốn của thầy chỉ dăm ngày đến trường thì trí đã quen không còn bỡ ngỡ nữa tất cả mọi giờ giấc cách thức trí đều theo đúng một cách dễ dàng thực ra cái khó khăn nhất của một cậu học trò là mỗi buổi sáng thức sớm và đến lớp không trễ giờ bỗng một hôm trí thấy cánh hát đến chợ quận ở trọ được tự do hơn ở nhà nếu về có trễ chút ít thì ông chủ nhà bạn của tía không rầy rà mà còn để dành cơm đàng hoàng trí không có thật la cà ở chợ nhưng hôm nay thấy có người thợ bày dụng cụ ra vẽ hình quảng cáo trước cửa nhà lòng trí đứng lại xem ông ta vẽ hình tam tạng thỉnh kinh tôn hành giả đấu phép với dương tiễn và những tấm hình lớn dựng suốt bề ngang mặt tiền nhà lòng Bỗng trí thấy hình một ông râu dài đậm đuột Đứng trên mũi thuyền rồng Bên cạnh ông ta là một mỹ nhân Bên dưới là một vị tướng trợ mắt Và một giọt máu tuôn ra từ miệng Trí giật mình như bất ngờ gặp lại người quen Nhìn lại dưới chân tấm hình Có dòng chữ to vẽ rất kiểu cách Nhưng Trí vẫn đọc ra gian tả cầu hôn Trí lẩm bẩm Như vậy châu do còn sống Ông bầu vẫn ra tuồng. Hết chuyện.